Vâng, thưa các bạn, đây là những gió cây xanh của cây xanh Gia Nguyễn đem trồng cho cái khu quân đội, khu dân cư Bào Sen của huyện Phú Giáo, Bình Dương đây ạ. Đây là những gói cây, gói đồ mà mọi người sẽ làm. Đây là những cây công trình mọi người đang làm, và đây là những cây xanh công nhân đang trồng rỡ theo khuôn viên như thế này. Và đây là chú Quang, người mặc đóng thùng màu trắng, đó là chú Quang. Bên cạnh đó là Đức, giám đốc kinh doanh cây xanh Gia Nguyễn. Và đây là công nhân đang đưa những cây xanh xuống với xe đấy ạ. Công trình của khu quân đội này, cây xanh Gia Nguyễn. Vâng. Dạ vâng, cho con cái này. Chú thì da này cái gì? Dạ vâng. Thích cái to luôn. Mua cái lớn này. Cây xanh Gia Nguyễn sẽ tính sẽ huy động 10 công làm trong 5 ngày cho công trình này. Cái này mình cứ bỏ tạm đi, sau làm để đóng xe luôn mình đi lên bỏ đi. Bán nhà nếu cần nó cho xe chạy ra ngoài kia nó đợi. Bán đây cái sản phẩm. Đây đi, đứng ở xuống. Bên đây, đứng ở ngõ xuống.